chào đón tất cả các em học sinh lớp 2 của trường tiểu học Bình Hưng Hòa. Tiết toán hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em bài số bị chia, số chia, thương. Để chuẩn bị tốt cho tiết học, các em hãy ôn lại bảng chia 2 nhé. Qua bài học này, các em sẽ biết được tên gọi thành phần và kết quả của phép chia. Củng cố cách tìm kết quả phép chia. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu học nhé. Đầu tiên, cô mời các em quan sát phép tính 6 chia 2. Kết quả phép tính này bằng bao nhiêu? Các em hãy nhớ lại nào, chúng ta đã được học bảng chia 2. Vậy, ta sẽ dễ dàng tìm được kết quả phép tính 6 chia 2 bằng 3. Trong phép tính chia này, cô đố các em số 6 được gọi là gì? 6 được gọi là số bị chia. Số 2 được gọi là gì? Số 2 được gọi là số chia. Số 3 được gọi là gì? Số 3 là kết quả của phép tính chia và được gọi là thương. Số bị chia, số chia, thương cũng chính là thành phần của phép tính chia. Vậy, lần lượt ở trong phép chia, ta có tên gọi thành phần của phép chia là số bị chia, số chia, thương. Các em hãy nhắc lại hai lần và ghi nhớ điều này nhé. Các em lưu ý, kết quả của phép chia có tên gọi là thương. Trong phép chia 6 chia 2 bằng 3, số 3 được gọi là thương. Vậy 6 chia 2 cũng được gọi là thương. Các em hãy ghi nhớ điều này để thực hiện những bài tập có liên quan. Sau đây, cô có phép tính 12 chia 2 bằng 6. Các em hãy suy nghĩ và trả lời yêu cầu của đề bài nhé. Sau khi các em trả lời xong, mời các em đối chiếu với kết quả trên màn hình. Trong phép chia 12 chia 2 bằng 6, thì số 12 được gọi là số bị chia. Số 2 được gọi là số chia. Số 6 là kết quả của phép chia, được gọi là thương. Thế cô đố các em, 12 chia 2 được gọi là gì? 12 chia 2 cũng được gọi là thương các em nhé. Cô vừa hướng dẫn các em nội dung của bài số bị chia, số chia, thương. Để củng cố những kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu, cô mời các em thực hiện phiếu bài tập bên dưới. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng khác. Cô chào các em.